Một mẫu máy đặc trị cá rô phi. Anh em cùng xem video nhá. Rồi chào anh em, thì nay có làm một con máy cho anh tiến tới Tây nhá. Đấy thì anh có để lại cho em một con V5 Super VIP mua của shop khác 2024 này. Đấy thì anh để lại cho em, thì bác nào cần máy thanh lý IB nhá. Đấy thì khách mua một con IGBT V2 K25 nhá, thì con này chuyên đánh rô phi. Đấy, đánh rô phi cực kỳ mạnh luôn. Thì anh ấy bảo cũng chỉ tin tưởng mỗi shop chú thôi. Đấy thì toàn bộ mạch nước ở bên em là em đã đắp lại toàn bộ mạch nhá. Đấy, quay chi tiết này, anh em nhìn này. Quả máy đánh rô phi mà em đắp rất là dày dây đồng lên, thì anh em đảm bảo cho anh em là phang gọi là tẹt bồ tẹt gà nhá, máy cực kỳ mát luôn. Đảm bảo với anh em là con này nó rất là mát nhá. Đấy, không lo nóng. Thì ở đây là Facebook của em này, Thủy Kích Cá, thì bác nào cần cái gì hay là hỗ trợ gì thì kết bạn với em nhé. Đấy, Facebook em Thủy Kích Cá. Em có cả Zalo, thì Zalo của em các bác IB phần tiểu sử em ghi số điện thoại Zalo ở bên trên nhé, thì anh em kết bạn. Đấy, thì anh bảo hôm nay làm clip cho anh, quay cho anh, đắp mạch cho anh. Đấy, thì clip này gửi đến anh nhé. Đấy, thì anh về đánh rô phi cảm thấy không hiệu quả, hoặc anh em nào mà mua máy ở bên shop em nhé mà cảm thấy máy không hiệu quả, giữ sạch sẽ thì em sẽ trừ khấu hao ít. Đấy, giữ bẩn thì em trừ khấu hao nhiều, có thể đổi trả lại cho em hoặc là đổi sang dòng máy khác nhé. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm về chất lượng. Còn cấu hình con này thì cực kỳ mạnh luôn. Đấy, chạy tổng cộng 28 phét lớn anh em nhé. Đấy, toàn bộ phét lớn. Thì dòng này không phải nó đánh chỉ chuyên rô phi không nhé. Trong cái khu vực nào mà đánh có cá trắng thì vẫn được cá trắng bình thường. Có lẽ anh em lại nghĩ là đánh rô phi thì chỉ nguyên rô phi, không phải đâu nhá. Tại vì con máy này nó đánh tần số cao. Đấy, nó 8 tụ phóng đầu ra, nó rất là mạnh. Đấy, 2 biến áp, 4 dơ le. Đấy, bo xử lý thông minh. Thì con này nó đánh cả cá trắng, nếu mà được gặp cá trắng là được cả cá trắng nhá. Nhưng mà nó thiên về rô phi là nhiều hơn. Tại vì là nó là dòng chuyên để đánh rô phi ấy. Đấy, nên là rất là ok nhá. Thì cảm ơn các bác tin tưởng. Thì máy móc ở bên em thì các bác biết rồi, bao chất lượng, còn mạch miếc em làm rất là cẩn thận nên là giá thành nó cũng cao hơn. Còn cái máy từ nhà máy ra ấy, từ nhà sản xuất ra thì nó rất là mỏng. Đấy, nên anh em không so sánh về giá nhá. Đấy, thì giá bao giờ em cũng bán cao hơn các chỗ khác. Đấy, thì nhưng mà chất lượng máy và chế độ bảo hành ở bên em nó cũng khác luôn. Đấy, nên các bác yên tâm nhá. Đấy, còn đây này, anh mua con máy này anh bảo kinh ba đời shop khác này. Trước anh cũng mua máy của shop em, nhưng mà mua gọi điện thoại cho em thì em bận, em không nghe máy, thế là bác ấy vội quá bác mua shop khác. Thì hôm nay bác ấy bảo em như thế, anh kinh ba đời, anh chỉ tin tưởng chú thôi. Đấy, ok nhá. Thì có bán hàng thì làm dâu trăm họ cũng không thể làm hài lòng hết được tất cả khách hàng, nếu mà em có gì sai sót thì anh em có thể bỏ qua nhé. Đấy, thì cảm ơn các bác. Thì giờ em sẽ test cái con máy này. Đấy, cho các bác trải nghiệm nhá. Chào anh em, thì đây là con IGBT V2 K25 của anh Giai. Sau khi em đã vào vỏ xong nhá, thì em sẽ test cho anh em nghe tiếng máy của con này nhá. Con này đặc trị rô phi, đánh rô phi cực kỳ đẳng cấp luôn. Thì mình đã bán cho rất nhiều anh em, kể cả anh em ở gần nhà và anh em ở xa đã dùng cái sản phẩm ở bên em và trải nghiệm chất lượng nhá. Đấy, cam kết với anh em nó đánh rô phi cực kỳ mạnh luôn, chơi nước càng bẩn càng tốt nhá. Đấy, không lo nóng máy luôn. Con này nó chạy 2 quạt tốc cao, tiếng nó hơi ồn đấy, nhưng mà nó làm mát cực kỳ tốt. Nếu mà bác nào mà cần những cái dòng máy như thế này mà nó quạt nó làm mát gọi là kêu êm hơn thì có thể báo bên em để bên em xử lý nhá. Đấy, còn cái dòng này em đảm bảo với các bác là không có chuyện nóng luôn, đánh rô phi không có chuyện nóng nhá. Đấy, đảm bảo với các bác là mát luôn, cực kỳ mát. Đấy, test máy này các bác nghe từ máy nhá, cực kỳ chất lượng. Thì con này nó có 3 nút chỉnh nhá. Đấy, nút này là chỉnh bam rung này. Đấy, các bác nghe tiếng nhá. Đấy, chỉnh lên càng cao thì nó băm càng nhanh này, chỉnh về thấp thì nó sẽ là băm chậm này. Đấy, chỉnh lên cao là băm nhanh này. Đấy, thì đánh con rô phi anh em phải băm cỡ này này. Đấy, băm nó phải nhanh như thế này thì nó mới được rô phi nhá. Đấy, còn nếu mà anh em mà băm cứ lừ như này là không ổn đâu. Đấy, băm như này thì đánh rô phi nó sẽ cực kỳ mạnh nhá, tần số con này rất là cao luôn. Đấy, nó có hai nấc áp này, áp thấp và áp cao, số 0 áp thấp, số 1 áp cao này. Đây là nút chỉnh tần số nhá, chỉnh điện mạnh điện yếu này. Đấy, còn cái này là chỉnh độ rộng nhá. Đấy, quá là ok luôn anh em ạ, tần số cực kỳ gắt luôn, cực kỳ cao nhá. Đấy, ghét không anh em, tần số rất là mạnh nhá. Đấy,
cực kỳ khỏe nhá, tải 3K sáng quắc luôn. Đấy thì quay sơ qua về cấu hình máy, con này nó rất là dễ sử dụng. Nếu mà bác nào cần em hướng dẫn thì có thể alo bên em. Đấy thì em sẽ chỉ cách cho các bác. Còn nếu mà các bác nào mà chưa biết sử dụng nhá, IB bên em tư vấn thêm cho các bác nhá. Đấy thì con này nó chạy 4 con IGBT này. Đấy chạy 8 tụ phóng đầu ra, một cảm E65 2 biến áp. Đấy, biến áp E65. Đấy, chạy 28 phết lớn nhá, con này chạy phết lớn. Đấy, đây qua anh em xem nhá, toàn bộ phết lớn này. Đấy. Bộ lái IGBT. Máy thì bán có bảo hành cho anh em nhá. Bác nào cần thì IB nhá. Đấy. Thì con này nó có thể chỉnh khỏe hơn được nhá. Thì bác nào cần chỉnh khỏe hơn thì cứ báo với bên em, em sẽ chỉnh nó khỏe hơn, chỉnh gắt hơn nhá. Đấy, còn bác nào mà muốn để nguyên thì cứ giữ nguyên. Đấy, có gì thắc mắc thì cứ IB bên em tư vấn thêm. Con này nó có vi xử lý cực kỳ đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy, bo xử lý đời mới nhá, bảo vệ cực kỳ cao luôn. Đấy, 4 dưa le đầu vào. Đấy, dây nguồn của nó là cực kỳ to này, đi toàn dây lớn. Thì một trong những mẫu máy đặc trị cá rô phi đẳng cấp nhất thời điểm hiện tại. Đấy, gọi tên IGBT K25 nhá các bác nhá. Đấy, nên các bác cứ yên tâm, máy móc thì em bán làm cẩn thận cho các bác nhá. Thì em cảm ơn các bác đã tin tưởng. Bác nào mà đánh mà cảm thấy không ưng, không hợp, gửi trả lại em. Đấy, giữ sạch sẽ trừ khấu hao ít, giữ xấu trừ khấu hao nhiều. Đấy, thì em lại bán thanh lý lại cho anh em khác chẳng hạn vậy. Nhưng mà em chưa có bác nào, hầu như là chưa có bác nào thanh lý lại. Nếu mà cái dòng máy này á, em cũng chưa có mua lại của bác nào. Đấy, con nào mà nó không hợp nước là bao đổi trả cho anh em, nên anh em cứ yên tâm nhá. Đấy, còn anh em mà giữ xấu thì em không thể trừ khấu hao ít được, em trừ nhiều rồi tùy theo thỏa thuận lúc nói chuyện mua bán giữa hai bên nhá. Đấy, nên các bác cứ yên tâm, chứ không phải như shop khác là không mua lại đâu. Đấy, vẫn thu lại cho anh em như bình thường nhá, thu giá hợp lý luôn chứ không phải là ép anh em đâu. Mình làm nghề nó bằng cái lương tâm anh em ạ. Ok nhá.